Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Tấn Kiên, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng vụ án hình sự thì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ kỹ thuật TST và các đơn vị có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can, trong đó có ông Phạm Tấn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam lãnh đạo hai doanh nghiệp gồm Nguyễn Trần Long, giám đốc công ty ALA, Phạm Văn Vinh, giám đốc công ty Toàn Hưng Thịnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định rằng các bị can đã có hành vi thông đồng giữa chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu, nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho các tài sản của nhà nước. Và trong đó thì cuối tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Tấn Thắng, phó phòng kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Võ Kế Thành, giám đốc Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Minh Bá, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ kỹ thuật TST và Huỳnh Trọng Nghĩa, giám đốc Công ty Trường Thịnh. Theo đó, các bị can có sai phạm trong việc lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thí nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty TST để trúng thầu. Hành vi này vi phạm trong các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Hiện cơ quan công an điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật để thu hồi tài sản cho nhà nước. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký và chúc tạm biệt.